Anh em kiểm tra nhé. Con xe này là tình trạng là mình kiểm tra là hết ắc quy, không sạc nữa, ắc quy sẽ H125150. Đây con xe này đây. Đó. Thì đã tháo rồi, sạc thay rồi. Và chúng ta sẽ tiến hành. Thì nguyên tắc về sạc 3 pha thì chúng ta sẽ đo cho Thanh là 3 cái dây màu vàng không chạm mát. Anh đo đi. Đồng hồ bật chuyện. Lên chỗ diode nhá. Như ở đây hình wifi nằm ngang này. Chính là hình của chúng ta là đo thông mạch. Ấn nút select cho chọn này. Chập hai cái đo nhau kêu đã. Ok rồi. Đo đi, 1 trong 3 dây số mát lần lượt. Ok. Rồi, chân kia. Ok. Ok, 3 dây thông mạch. Nghĩa là trong vấn đề chúng ta đo 3 chân này đều xuống mát mà không thì coi như cuộn điện máy phát chúng ta hỏng, mà mình đo ở ngoài thực tế với ngay. Và bây giờ nhìn rõ này, cuộn điện ta là om cháy đen xì đúng không? Nhất là hai cuộn này này. Đấy. Sẽ om luôn thì cuộn điện nó hỏng. Nhưng mà nguyên tắc nữa thì chúng ta lưu ý là anh đo 3 dây màu vàng kia thì cứ 2 dây 1 2 dây 1. Ok rồi, chân bên kia nữa, chân ở ngoài. Ok rồi, xong đo chân bên ngoài này, có chân ngoài kia. Xin chào Mạnh Quyên nhé, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay có một cái pan này, con SH không sạc được ắc quy thì cũng cho anh em thợ tháo ra làm và cũng cho anh em thực hành kiểm tra luôn. Đấy, thì vậy bây giờ chúng ta nhìn rõ. Em bên đây đo đi. Xin chào An Hiền nhá. Thực tế chia sẻ cùng anh em trên Facebook, anh em đồng nghiệp thì rất nhiều anh em ta đến với Hà Hoài Thanh ấy, thì về sạc 3 pha chúng ta còn bỡ ngỡ. Thì qua cái video này thì anh em nào chúng ta biết rồi, anh em nào tốt rồi thì chúng ta xem qua và chia sẻ hộ Thanh. Còn anh em nào chưa biết thì chúng ta chia sẻ hộ Thanh và cùng nhau chúng ta gọi là tham khảo nhé. Ok chưa? Bây giờ anh đi lấy cái nục giác, anh tháo cái cục điện ra. Vậy Hoài Thanh chia sẻ cho chúng ta một cái căn bệnh là ok. Vậy Hoài Thanh xin cúp máy để cho anh em thực hành thay xong, và lát nữa khi anh em thay thành công, Hoài Thanh sẽ có cái video trả bài cho mọi người kết quả sau khi thay cục điện nhé.